Lâm Hiền Đức đang có mặt ở cảng cá Định An và Đức sẽ giới thiệu tất cả các anh chị ngoài cảng có những cách có thể các loại cá rất là nhiều. Và đây là một nơi cung cấp hải sản cho đồng bằng sông Cửu Long và mời các bạn tham gia. Ở cảng Định An của Đức thì nhiều vùng hải sản rất là nhiều. Và đây là mực lên bờ, mực nang, mực cua, mực gai, tất cả những loại mực được cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng. Tất cả những làm hải sản là đều được tập trung lấy quê Đức là cảng cá Định An nha các bạn. Mực lau, mực lau. Tổ mực từ con lên bờ lớn nhỏ bây giờ các quán ăn, nhà hàng cũng khá là mực cá lục, trâu, tất cả những cá tươi sống thì dùng hải sản sạch của Đức nhé.